mời quý vị cổ vũ cho một tràng pháo tay thật lớn ạ.
câu lạc bộ văn nghệ hội phụ nữ thôn Nội thể hiện điệu múa mừng chùa hát văn ạ. Nội là tiết mục của bà Hồng, khu 1, khu 2, xã Yên Lập chuẩn bị ạ. Chuẩn bị ạ.
văn nghệ hôm nay xin kính mời quý vị cùng thưởng thức điệu múa Tình Ca Cây Bắc do đoàn văn nghệ Bà Hạt xã Kim Xá biểu diễn. Xin đề nghị quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn ạ. Do đoàn Bà Hạt là xã Duy Thiên, điệu múa Dân Hoa Vào Thuở.
có không cho rằng hóa tay thành lớn ạ. Tiếp theo chương trình là tổ văn nghệ xã Duy Thiên, điệu múa dân hoa vào chùa, xin kính mời ạ. Gần trưa rồi, báo cáo các cụ là hết một tiết mục là các cụ cho tặng pháo tay để động viên thật lớn là cả đói ạ. Sau tiết mục của Duy Thiên là đến tiết mục của văn nghệ của Hội Nông Dân Thôn Đồn chuẩn bị ạ. Thank you.
nông dân thôn Nội với bài Múa Đời Đời Ơn Đảng. Đề nghị quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn ạ. Sau hội nông dân thôn Nội là đến tổ bà Hồng.
kính mời. Thank you.
ngày giỗ sư tổ, cũng là ngày 30 tháng 4 giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Và sau đây xin đề nghị tất cả các đoàn người lên sân khấu và để ta về sân khấu và bài Như Có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng. Và cũng đề nghị các cụ bác ông các bà hãy cùng bó tay và hát bài Như Có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng. Như Có Bác Hồ trong ngày vui. Sau đây xin mời các cụ ông và các đại biểu là nam giới vào trong nhà đền để sinh hoạt. Còn các cụ